Vào FC tổ chức họp khẩn lúc nửa đêm, Quang Hải và đồng đội nhận tối hậu thư từ huấn luyện viên Thô Lốt. Vào FC đang rơi vào tình cảnh hết sức ngặt nghèo. Đội bóng này đã 5 trận vẫn chưa có được chiến thắng nào và vòng tới lại còn phải gặp Ken, câu lạc bộ đang dẫn đầu League 2. Sau trận thua 1-2 trước Kuvili ở vòng 5, Vào FC lập tức di chuyển tới Ken để chuẩn bị trận đấu tiếp theo. Trận đấu kết thúc vào lúc 9 giờ tối giờ địa phương, các cầu thủ nhanh chóng cho thu dọn đồ đạc rồi lên đường. Và theo tiết lộ của tờ La Republique de Pyrenees, đó là một đêm không mấy yên ả khi huấn luyện viên Didier Tholot đã tỏ ra không hài lòng với các học trò. Sau hơn một tiếng rưỡi di chuyển bằng ô tô để đến được Ken, tưởng như tất cả sẽ được nghỉ ngơi nhưng mọi việc vẫn chưa kết thúc. Tới gần nửa đêm, khi tất cả cầu thủ chuẩn bị đi ngủ thì họ được yêu cầu tập trung tại phòng họp để giải thích cho thất bại trước Kuvili. Tất cả ý kiến đều được tổng hợp lại để làm báo cáo bằng văn bản. Trong cuộc họp này, huấn luyện viên Tholot đã đưa ra mệnh lệnh yêu cầu tất cả các cầu thủ Pau FC phải tự vấn lại bản thân sau chuỗi trận đáng thất vọng. Nếu đêm này các bạn không cảm thấy xấu hổ và chán ghét bản thân, tôi nghĩ các bạn nên đổi nghề. Tôi mong các cầu thủ của tôi không thể ngủ ngon, huấn luyện viên trưởng Pau FC nói. Trước đó, ở buổi họp báo, huấn luyện viên Tholot cũng đã bày tỏ sự thất vọng với các học trò. Trận này chúng tôi đã ghi bàn, nhưng rồi đổi lại tặng quà đối thủ, giúp họ gỡ hòa rồi thắng ngược. Đó là pha bóng mà chúng tôi đã trao cho đối phương hy vọng. Tôi không thể hiểu nổi bởi trong những khoảnh khắc quan trọng như thế mà chúng tôi lại nhận bàn thua vì sai lầm không đáng có. Khi bạn đang trong một thế trận căng thẳng, bạn phải biết rằng mình không được mất tập trung. Chúng tôi phải bám sát trận đấu, nhưng cuối cùng chúng tôi đã không làm được. Các cầu thủ không biết bảo vệ tỷ số khi đang dẫn điểm. Giá như chúng tôi biết chơi thực dụng một chút, thì kết quả đã không tệ như vậy. Sau 5 vòng đấu, Pau FC hòa 2, thua 3, với vỏn vẹn 2 điểm trong tay, đội bóng này đã rơi xuống vị trí 19/20 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên nên nhớ rằng đội bét bảng ST Etinin mùa này bị ban tổ chức Ligue 2-3 điểm. Đội bóng này hòa 3, thua 2 và hiện đứng cuối với 0 điểm. Nếu không, vị trí bét bảng đã thuộc về Pau FC. Pau FC hiện để thủng lưới tới 10 bàn. Con số này chỉ ít hơn ST Etinin 13 bàn. Ở phía trên, hàng công của Pau FC cũng chỉ mới có 2 lần đưa được bóng vào lưới đối phương. Chỉ có Grenoble, 1 bàn là đội ghi được ít bàn thắng hơn Pau FC. Nhưng đội bóng này đã có được tới 6 điểm, 1 thắng, 3 hòa, 1 thua. Ở vòng 6, Pau FC sẽ tới làm khách của Ken. Đây là thử thách rất lớn với Quang Hải và đồng đội, bởi Ken hiện đang đứng đầu bảng với 11 điểm, thắng 3, hòa 2. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 31 tháng 8 tới, giờ Việt Nam.